Chào các bác nhé, hôm nay em vừa về cái lô hàng dân vừa đi bóc về. Thì đây là cái quế tháng tư hay còn gọi là tam bảo sắc nhé. Hàng mới tươi rất đẹp ạ. Này em bán lẻ là 150k một cân nhá các bác nhá. Này rất đẹp. Đấy. Đây là kiểu nhé, kiểu thì em cũng bán 150 một kg. Tam bảo sắc thì có 14 cân, kiểu trên 30 cân, đuôi chồn 1,5 kg. Mà đuôi chồn này thì có khách lấy rồi. Xin chào các bác nhé.